về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Xin chào các con, ngày hôm nay cô rất vui khi được đồng hành cùng với chúng mình trong tiết luyện tập chung để thực hiện làm các bài tập. Bây giờ cô mời các con lấy sách giáo khoa trang 99 và chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập để cô trò chúng mình sẽ cùng bắt tay vào làm các bài tập các con nhé. Bài tập số 1 của chúng mình có nội dung như sau. Trong các số, đề bài đưa ra cho chúng mình các số. Phần A, số nào chia hết cho 2? Phần B, số nào chia hết cho 3? Phần C, số nào chia hết cho 5? Và phần D, số nào chia hết cho 9? Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi thực hiện từng phần ạ. Phần A, các số chia hết cho 2. Và bây giờ cô thấy là những số nào có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6 hoặc 8 thì sẽ thỏa mãn điều kiện chia hết cho 2. Đó là số 4568, số 2050 và số 35766 ạ. Chúng mình sang phần B. Các số chia hết cho 3. Bài tập này gồm có hai phần, một phần liên quan tới dấu hiệu chia hết cho 3, một phần liên quan tới dấu hiệu chia hết cho 9. Vậy thì chúng mình sẽ cùng nhau đi tính tổng các chữ số của các số này trước. Số đầu tiên, 7435, có tổng các chữ số bằng 19 ạ. Số thứ hai, 4568, có tổng các chữ số bằng 23. Số tiếp theo, 66.811, có tổng các chữ số bằng 22. 2050 có tổng các chữ số bằng 7. 2229 có tổng các chữ số bằng 15 ạ. Và số cuối cùng, 35.766 có tổng các chữ số của chúng mình bằng 27 ạ. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ dễ dàng để tìm ra số nào chia cho 3 đúng không ạ? Những số chia cho 3 là những số có tổng các chữ số cũng chia hết cho 3. Đó là các số 2229, 35766 ạ. Tiếp theo chúng mình chuyển sang phần C. Các số chia hết cho 5. Là những số mà có tận cùng là chữ số 5 hoặc chữ số 0. Cô có số 7435, số 2050. Đó là hai số chia hết cho 5. Chúng mình đến với phần D. Số chia hết cho 9. Vậy thì dựa vào phần tổng các chữ số của các số mà chúng mình vừa tính được thì cô thấy đó là có duy nhất một số chia hết được cho 9 là số có tổng các chữ số bằng 27. Đó là số 35.766. Được chưa ạ? Như vậy bài tập số 1 đã giúp chúng mình ôn lại được dấu hiệu chia hết của cả 4 số 2, 3, 5 và 9. Bây giờ cô mời các con sẽ chuyển sang để làm bài tập số 2. Bài tập số 2 có nội dung như sau. Trong các số đã cho, phần A, số nào chia hết cho cả 2 và 5? Phần B, số nào chia hết cho cả 3 và 2? Phần C, số nào chia hết cho cả 2,
3, 5 và 9. Chúng mình cùng nhau thực hiện từng phần. Bài 2 ạ. Phần A. Số chia hết cho cả 2 và 5. Đó là những số có trước số tận cùng là chữ số 0. Vậy thì cô có được hai số đó là 64.620 và 5.270. Sang phần B ạ. Số chia hết cho cả 3 và 2 sẽ là. Bây giờ thì cô và các con sẽ cùng nhau đi tính tổng các chữ số của từng số. Số đầu tiên đó là 57.234. Có tổng các chữ số sẽ bằng 21 ạ. Số tiếp theo, 64.620 thì sẽ có tổng các chữ số bằng 18. 5.270 có tổng các chữ số bằng 14. Và cuối cùng, 77.285 thì có tổng các chữ số sẽ bằng 29. Vậy thì trong những số này, số nào có tổng các chữ số chia hết cho 3 và có chữ số tận cùng là các chữ số chẵn thì số đó sẽ thỏa mãn điều kiện. Vậy thì cô đã tìm được số 57.234. Số tiếp theo đó là số 64.620. Được chưa ạ? Chúng mình chuyển sang phần C. Phần C thì yêu cầu chúng mình tìm xem số nào chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9. Dựa vào phần A và phần B thì chúng mình thấy có số 64.620 là đã chia hết cho cả 2, 3 và 5, đúng không ạ? Bây giờ chúng mình chỉ cần xét xem số này đã đủ điều kiện chia hết cho 9 hay chưa. Thì số 64.620 có tổng các chữ số bằng 18 nên nó cũng sẽ chia hết được cho 9. Vậy thì số thỏa mãn điều kiện phần C sẽ là số 64.620. Bài tập số 2 chúng mình đã cùng nhau thực hiện xong. Cô mời các con sẽ cùng cô chuyển sang làm bài tập số 3. Phần bài 3 yêu cầu chúng mình tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống sao cho. Phần A, số đã cho chia hết cho 3. Phần B, số đã cho chia hết cho 9. Phần C, số đã cho chia hết cho cả 3 và 5. Phần D, số đã cho chia hết cho cả 2 và 3. Bây giờ chúng mình cùng nhau thực hiện phần A. Để số 5 ô trống 8 này chia hết được cho 3, thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 3. Mà cô thấy 5 cộng với 8 thì bằng 13. Vậy chữ số thích hợp để điền vào ô trống có thể là. Chúng mình viết câu trả lời. Chữ số thích hợp. Điền vào ô trống. Đó có thể là 2 ạ. 2 cộng với 13 thì bằng 15. Ngoài chữ số 2, chúng mình có thể điền chữ số 5 vì 5 cộng với 13 thì bằng 18. Ngoài chữ số 5, chúng mình có thể điền chữ số 8. 8 cộng với 13 thì bằng 21. Hết ạ. Sang phần B. Chữ số thích hợp. Điền vào ô trống sẽ là để số đã cho chia cho 9 thì tổng các chữ số cũng cần chia cho 9.
cô có 6 cộng 3 bằng 9, đã chia cho 9 rồi, nên chúng mình có thể điền vào đây, đó là chữ số 0. Ngoài chữ số 0 thì chúng mình có thể điền thêm chữ số 9, vì 9 cộng 9 bằng 18 sẽ chia được cho 9, được chưa ạ? Chuyển sang phần C ạ. Phần C thì yêu cầu chúng mình điền một chữ số thích hợp vào vị trí chữ số hàng đơn vị của số đã cho, sao cho chữ số đó chia hết cho cả 3 và 5. Như vậy để chia hết được cho 5 thì chữ số hàng đơn vị này sẽ phải bằng 0 hoặc bằng 5. Nếu như nó bằng 0 thì chúng mình thấy 2 cộng 4 cộng 0 sẽ bằng 6, và 6 thì thỏa mãn chia hết cho cả 3. Còn nếu điền chữ số 5 thì chúng mình thấy 2 cộng 4 cộng 5 thì sẽ bằng 11. 11 lại không chia cho 3. Vậy thì chữ số thích hợp để điền vào đây sẽ là chữ số 0 ạ. Chúng mình chuyển sang phần cuối cùng, phần D. Phần D thì cũng đang bỏ trống chữ số ở hàng đơn vị, và để thỏa mãn điều kiện đó là chia hết cho cả 2 và 3 thì chúng mình sẽ cần phải điền chữ số gì vào đây? Chúng mình thấy 3 cộng với 5 thì bằng 8. Vậy để cho tổng các chữ số cộng lại chia cho 3 thì chúng mình có thể điền vào đây, đó là chữ số 4 hoặc chữ số 7, đúng không ạ? Tuy nhiên thì để thỏa mãn chia cho 2 thì chúng mình chỉ có thể điền vào đây, đó là chữ số 4. Chúng mình đã vừa cùng nhau thực hiện xong bài tập số 3. Tiếp theo, cô mời các con sẽ cùng cô chuyển sang làm bài tập số 4. Bài tập số 4 có nội dung như sau. Tính giá trị của mỗi biểu thức sau rồi xem xét giá trị đó chia hết cho những số nào trong các số 2, 5. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi thực hiện tính giá trị của biểu thức. Bài số 4 ạ. Phần A, cô có 2.253 cộng với 4.315 trừ đi 173. Ở trong biểu thức này có chứa phép tính cộng với phép tính trừ. Vậy thì chúng mình sẽ thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải, được chưa ạ? Cô lấy 2.253 cộng với 4.315. 3 cộng 5 thì bằng 8, viết 8. 5 cộng 1 thì bằng 6, viết 6. 2 cộng 3 thì bằng 5, viết 5. 2 cộng 4 thì bằng 6, viết 6. Kết quả của phép tính cộng bằng 6.568 trừ đi 173. Cô trừ đi 173. 8 trừ 3 thì bằng 5, cô viết 5. 6 không trừ được 7, cô mượn một chục. 16 trừ đi 7 thì còn 9, viết 9, trả 1. 5 trừ 1 bằng 4, trừ đi 1 trả thì còn 3. 6 hạ 6, kết quả cuối cùng của biểu thức này bằng 6.395. Vậy nhìn vào đây thì chúng mình thấy giá trị của biểu thức phần A sẽ chia hết cho số 5, đúng không ạ? Chúng mình viết câu kết luận ạ. Giá trị biểu thức chia hết cho 5.
bởi vì có chữ số tận cùng là chữ số 5, được chưa? Chúng mình chuyển sang phần B. Biểu thức phần B của cô đó là 6.438 trừ đi 2.325 nhân với 2. Trong biểu thức này của cô thì có chứa phép tính trừ và phép tính nhân. Vậy chúng mình sẽ ưu tiên để thực hiện phép tính nhân trước, được chưa ạ? Cô lấy 2 x 5 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 2 x 2 bằng 4, nhớ 1 thì bằng 5. 2 x 3 thì bằng 6, viết 6. 2 x 2 thì bằng 4, viết 4. Bây giờ cô lấy 6.438 mà cô trừ đi 4.650. Cô đặt tính ra nháp ạ. 6.438 trừ đi 4.650. Cô lấy 8 trừ 0 thì bằng 8. 3 không trừ được 5, cô mất 1 chục. 13 mà trừ đi 5 thì còn 8, viết 8 trả 1. 4 không trừ được 6, cô mất 1 chục. 14 trừ 6 bằng 8, trừ đi 1 trả còn 7. Trả 1. 6 trừ đi 4 thì còn 2, trừ đi 1 trả còn 1. Vậy kết quả của biểu thức này bằng 1.788. Và chúng mình thấy giá trị này có chữ số tận cùng là chữ số 8. Bởi vậy giá trị này sẽ chia hết cho 2, đúng không ạ? Giá trị biểu thức chia hết cho 2. Chúng mình chuyển sang thực hiện phép tính phần C. Cô có biểu thức phần C 480 trừ đi 120 chia cho 4. Ở trong biểu thức này có chứa phép tính trừ và phép tính chia. Vậy cô ưu tiên thực hiện phép tính chia trước. Cô lấy 480 trừ đi 120 mà chia cho 4. 12 chia 4 được 3. Cô viết 3, 3 x 4 đúng bằng 12, trừ đi hết. Cô hạ 0, 0 chia cho 4 thì bằng 0, 0 x 4 vẫn bằng 0, trừ đi hết. 480 mà trừ đi 30 thì bằng 450. Vậy giá trị của biểu thức phần C có chữ số tận cùng là 0, nên nó sẽ chia hết cho cả 2 và 5. Chúng mình viết câu kết luận. Giá trị biểu thức chia hết cho cả 2 và 5. Sang phần D, cô có biểu thức 63 cộng với 24 x 3. Biểu thức này thì có chứa hai phép tính cộng và phép tính nhân. Chúng mình ưu tiên thực hiện phép tính nhân trước. Cô lấy 63 cộng với 24 x 3. Cô lấy 3 x 4 thì bằng 12, viết 2, nhớ 1. 3 x 2 là bằng 6, nhớ 1 thì bằng 7. 63 mà cộng với 72. Cô lấy 3 cộng 2 thì bằng 5, viết 5. 6 cộng 7 bằng 13. Kết quả bằng 135. Và giá trị của biểu thức này thì chia hết cho 5, được không ạ? Vì nó có chữ số tận cùng bằng 5. Giá trị biểu thức chia hết cho 5. Như vậy, chúng mình đã vừa cùng nhau thực hiện xong bài tập số 4. Tiếp theo, cô mời các con sẽ chuyển sang làm bài tập số 5, bài tập cuối cùng. Bài tập số 5 có nội dung như sau. Một lớp học có ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 20 học sinh. Nếu học sinh trong lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì không thừa, không thiếu bạn nào. Tìm số học sinh của lớp học đó. Vậy như các con thấy, khi lấy số học sinh của lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì đều không thừa, không thiếu bạn nào. Có nghĩa là số học sinh của lớp là một số chia hết cho cả 3 và 5,
mà số học sinh của lớp thì lại nhiều hơn 20 học sinh và ít hơn 25 học sinh. Vậy thì trong khoảng đó, số chia hết cho 5 chỉ có thể là số 25 hoặc số 30. Nhưng số học sinh cũng phải thỏa mãn điều kiện chia hết được cho 3, nên số học sinh chỉ có thể bằng 30 học sinh. Được chưa ạ? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau trình bày bài số 5. Vì nếu học sinh trong lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc 5 hàng thì không thừa, không thiếu bạn nào. Nên số học sinh của lớp chia hết cho cả 3 và 5. Được chưa? Mặt khác, số học sinh của lớp ít hơn 35 học sinh nhưng lại nhiều hơn 20 học sinh. Mặt khác, số học sinh của lớp ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 20 học sinh. Nên số học sinh chia hết cho 5 có thể là 25 học sinh hoặc 30 học sinh. Vậy, để số học sinh thỏa mãn chia hết cho cả 3 và 5 thì số học sinh chỉ có thể bằng 30 học sinh ạ. Và chúng mình đáp số 30 học sinh. Như vậy, chúng mình đã vừa cùng nhau thực hiện xong 5 bài tập của bài luyện tập chung. Và cô rất hy vọng sau khi cô hướng dẫn thì các con có thể biết cách để làm các bài tập này. Còn bây giờ thì xin chào các con. Hẹn gặp lại các con trong những giờ học tiếp theo. Khóa học về sách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.